Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức trên kênh của chúng tôi. Thưa quý vị, tại xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, cho đến nay, người dân vẫn chưa quên được vụ án ông Bùi Minh Hải, từ một cán bộ xã uy tín, bỗng dưng hóa thành một tên tội phạm mang tội danh sát hại người. Ông không thể ngờ rằng, chiếc đồng hồ mà mình vô tình đánh rơi gần hiện trường lại chính là thứ kết tội mình. Đằng sau câu chuyện này là gì? Và vì sao lại có sự nhầm lẫn nghiêm trọng đến như vậy trong quá trình tố tụng? Kính mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện ngay sau đây. Sáng sớm ngày 25 tháng 1 năm 1998, người dân đã phát hiện tại vườn điều ở ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, một đại thể nữ trong tình trạng áo bị dồn lên ngực, quần tụt xuống dưới. Nạn nhân được xác định là chị Trần Thị Thanh, sinh năm 1976, ngụ tại ấp Long Hiệu, xã Long Tân, công nhân thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn trong nàng. Kết quả khám nghiệm đại thể nạn nhân cho thấy nạn nhân đã bị vật sắc nhọn tấn công vào cổ, xuyên tới ngực, làm đứt động mạch chủ dẫn đến thiệt mạng. Trong âm đạo không có tinh dịch. Tại hiện trường, ngoài chiếc túi xách nữ, một chiếc xe đạp, một chiếc nón dính huyết và đôi dép của nạn nhân, cảnh sát còn thu giữ thêm một chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Seiko quai da mặt tròn mà thân nhân của cô gái xác định là không phải của nạn nhân. Cùng lúc đó, cơ quan điều tra đã nhận được tin báo vào lúc 6 giờ sáng cùng ngày, một người đã nhìn thấy ông Bùi Minh Hải, sinh năm 1956, là cán bộ thống kê của xã Long Tân, kiêm bảo vệ công ty xây dựng Halin, ngụ cùng ấp với nạn nhân, đã đến hiện trường để tìm lại chiếc đồng hồ. Ngay lập tức, nghi can đã bị bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, ông Hải đã thừa nhận chiếc đồng hồ trên là của mình. Người đàn ông này khai, buổi tối ngày 24 tháng 1, anh ta đi dự tiệc tất niên cùng với mấy người bạn ở cùng trung tâm xúc tiến việc làm, huyện Long Thành. Do uống rượu quá say nên khi chạy xe đến địa điểm trên thì bị té ngã, làm chiếc đồng hồ bị rơi ra. Sáng thức dậy phát hiện chiếc đồng hồ đã bị mất, cho nên ông ta đã chạy xe lại khu vực bị ngã để tìm. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định mình không phải là hung thủ sát hại người, cướp của, làm nhục người khác. Tuy nhiên, phía cơ quan điều tra lại cho rằng căn cứ vào những chứng cứ thu được tại hiện trường, lời khai của nhân chứng và các tài liệu đã thu thập được đã có đủ căn cứ để xác định ông Hải chính là thủ phạm. Gần 6 tháng sau, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có cáo trạng truy tố ông Hải về các tội xâm phạm thân thể, sát hại người, cướp tài sản công dân. Ngày 23 tháng 11 năm 1998, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử. Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm soát đã đề nghị áp dụng khung cao nhất là loại bỏ khỏi xã hội. Khi được sự cho phép nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào phần nghị án, ông Hải vẫn tiếp tục kêu oan. Nếu tôi là tội phạm hãy xử phạt tôi, nhưng tôi vô tội. Lời kêu oan cuối cùng này cũng đã bị bỏ qua. Ông Hải đã bị tuyên án tù chung thân sau đó. Hơn 16 năm đã trôi qua, nhưng mỗi lần nhớ lại 405 ngày phải chịu cảnh tù tội, người đàn ông này vẫn rùng mình. Để tôi nhận tội, những điều tra viên đã dùng nhiều hình thức, nhục hình, tra tấn để ép cung. Hành hung có, dùng đòn tâm lý cũng có. Họ bằng mọi cách ép tôi phải nhận tội, nhưng hơn 200 trang hồ sơ không có trang nào tôi ký nhận tội. Bị coi như là một tên tội phạm nguy hiểm, tên sát nhân bị xích chân đánh đập tra tấn. Nhiều lúc tuyệt vọng, ông Hải đã có ý định dùng chính mạng sống của mình để kêu oan. Song rất may, 3 lần quyên sinh đều không thành. Do sợ tù nhân lại tiếp tục như vậy, phía trại giam đã đưa ông Hải vào phòng biệt giam cùng chặt hai chân. Mỗi lần nhớ lại cảnh đó, ông kể vẫn còn thấy nhói đau. Từ một người đàn ông khỏe mạnh, có công việc, có danh dự, uy tín, tôi đã trở thành kẻ tù tội, bị xích bằng xích sắt. Ngày đêm đều không biết, ăn và vệ sinh cùng một chỗ, cảm giác nhục nhã ê chề đó còn theo ám ảnh tôi suốt cả cuộc đời. Tuy nhiên, điều ám ảnh nhất đối với ông là hình phạt, không được tắm rửa. Chân bị cung không thể di chuyển được, tất cả mọi sinh hoạt của người tù này chỉ là một bệ xi măng chừng 1 mét vuông. Hết nằm rồi lại ngồi, ăn hay vệ sinh đều cùng một chỗ. Ông kể, ngày nào cũng chỉ có việc cắn móng tay, cắn giết móng tay cụt lủn mọc không nổi. Tuy nhiên, tôi còn chưa ngón cái lại để dài. Mỗi ngày trong phòng biệt giam, tôi lấy móng tay vạch vào tường để đánh dấu. 86 ngày không được tắm rửa là 86 vết rạch.
Rất may mắn là khi ông gặp nạn, vợ con ông một lòng tin tưởng, sẵn sàng hy sinh mọi thứ để minh oan cho chồng. Người vợ này đã tìm gặp tất cả những nhân chứng, ghi lại những lời nói của họ, đồng thời viết đơn kêu oan khắp nơi. Bên cạnh đó, bà cũng đã gửi đơn kêu cứu đến nhiều cơ quan báo chí. Sau khi báo chí lên tiếng, Bộ Công an đã vào cuộc, chỉ đạo Công an tỉnh Đồng Nai điều tra lại sự việc. Trong khi gia đình ông Hải trong thời gian chờ phiên tòa phúc thẩm, thì tháng 2 năm 1999, trên địa bàn xã Long Tân lại xảy ra tiếp một vụ trọng án. Một bé gái học lớp 4 đã bị làm nhục, cướp đoạt tài sản trước khi bị sát hại. Điều đáng nói là phương thức và thủ đoạn gây án tại hiện trường có rất nhiều dấu hiệu giống như nạn nhân Nguyễn Thị Thanh cách đó một năm. Hung thủ Nguyễn Văn Tèo, sinh năm 1975, quê ở Đồng Tháp, ngụ tại xóm Hố, xã Phù Hội, huyện Nhơn Trạch, đã bị bắt giữ ngay sau đó. Bất ngờ là ở chỗ, đối tượng này còn khai nhận mình là tác giả của 3 vụ án tương tự trước đó, trong đó có cả vụ án của Trần Thị Thanh. Ngày 3 tháng 3 năm 1999, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã quyết định trả tự do cho ông Hải vì xét thấy có đủ chứng cứ xác định Bùi Minh Hải không phạm tội tước đoạt mạng sống của người khác, cướp tài sản của công dân và làm nhục thân thể của nạn nhân. Cùng với việc ông Hải được trả tự do là 11 điều tra viên của Công an huyện Nhơn Trạch và Công an tỉnh Đồng Nai đều đã bị đình chỉ công tác. Trong phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Tèo, ông Hải có đến dự với tư cách là nhân chứng. Trong bộ quần áo tù, đứng trước vành móng ngựa, Nguyễn Văn Tèo đã quay lại chắp tay: "Chú Hải, con xin lỗi chú." Điều đau xót là trong 11 cán bộ bị đình chỉ công tác đợt đó thì có đến 3 người trước đây từng là bạn thân của ông Hải. Nhắc đến chuyện cũ, ông còn ngậm ngùi: "Trước khi vụ án xảy ra, chúng tôi là bạn thân, hầu như tháng nào cũng tụ tập ăn nhậu. Nhiều hôm họ còn ngủ lại nhà tôi. Thế nhưng khi tôi bị bắt, những người bạn này lại quay lưng không tin vào tôi. Họ tìm nhiều cách để chứng minh là tôi có tội." Sau khi ông Hải được minh oan, những người này liền bị giáng cấp, chuyển công tác, tình bạn cũng mất đi. Niềm tin vào con người của ông cũng sứt mẻ phần nào. Năm 1998, vụ trọng án sát hại người, cướp của, làm nhục thân thể như vậy còn rất hiếm gặp. Sự dã man của hung thủ càng khiến cho dư luận chấn động. Khi ông Hải bị bắt đi, vợ và 4 người con phải chịu những dè bỉu khinh khi của nhiều người. Nhớ lại thời điểm đó, vợ ông Hải vẫn buồn rầu: "Tôi ra đường là phải đội nón, che khăn bịt mặt. Tuy nhiên, nhiều người trông thấy tôi, họ vẫn chỉ trỏ và bảo rằng tôi là vợ của thằng sát nhân." Chẳng những tổn hại về bạn bè, xóm giềng, việc ông Hải bị bắt oan còn là khiến tương lai của các con ông bị ảnh hưởng không nhỏ. Cầm trên tay chiếc đồng hồ sờn hết cả quai, khóa cũng đã han rỉ hỏng máy từ lâu, ông Hải ngậm ngùi: "Đây là một kỷ vật liên quan đến biến cố khủng khiếp của gia đình. Những tồn tại do vụ án oan này không chỉ ảnh hưởng đến tôi mà còn làm ảnh hưởng đến tương lai của các con tôi. Tiền bạc bao nhiêu cũng không thể bù đắp nổi." Thưa quý vị, vụ án đã khép lại với kết thúc có hậu cho người bị oan sai. Thế nhưng, những hệ lụy mà gia đình họ phải chịu mới là điều khiến tất cả mọi người phải suy nghĩ. Người dân luôn đặt niềm tin vào công lý. Nhưng công lý chỉ có được khi cơ quan tiến hành tố tụng cùng người tiến hành tố tụng có trình độ, năng lực và cái tâm trong sáng với tinh thần thượng tôn pháp luật, biết lắng nghe và tôn trọng nhân dân. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh của chúng tôi để đến với những câu chuyện tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.